Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Nhung. Thì mấy nay ấy, bận quá không vẽ được, nên hôm nay mình sẽ làm một cái clip về vẽ mèo nha. Mình cũng sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách vẽ đơn giản nhất và dễ dàng nhất. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ chuẩn bị một cái nền tùy thích này. Thường thì sẽ chuẩn bị những cái nền tông sáng một chút. Mình sẽ vẽ hình chữ nhật, mọi người nhìn nhé. Đây là một cái hình chữ nhật này. Đó. Rồi bây giờ sẽ tô này. Ở đây mình đang sử dụng cái gel cọ nét hoa hồng, nhưng mà cái hũ này nó bị hết hạn sử dụng và cái hũ này bị hết. Mình có hai chai liền. Một cái chai này ấy, đầu cọ nó vẫn còn tốt nên là mình không muốn vứt đi. Thì lấy ngay nhầm cái cây cái đầu này đã bị gọi là bị hết hạn rồi ấy, nên nó sẽ loãng. Tí nữa mình sẽ cho mọi người xem cái cây đặc hơn nha. Cái chai đặc hơn mà mình đang dùng. Rồi bây giờ sẽ vẽ hình chữ nhật, sẽ tô full này, đấy. Tiếp theo đấy là mình sẽ vẽ tai nha. Mình lần theo cái lườn của nó ấy. Chỉ cần như thế này là được. Cái đầu bút nó rất là quan trọng nha. Để mà vẽ được ấy, thì mọi người phải chọn một cái đầu bút nó mềm. Cái lông cọ ấy, nó đi mềm, đi nét và nó không bị tòe. Mình vẽ thêm một cái đuôi một chút. Sẽ cho đi hơ nha. Đây là cái đầu cọ thứ hai mà mình bảo này. Đây là cái đầu cọ, mọi người không biết mọi người nhìn có sự khác biệt không, nhưng mà đây là cái đầu cọ thứ hai mà mình, mà cái mà mình đang dùng ấy. Cái trước là bị hết hạn rồi mà mình tiếc quá, mình không vứt đi. Vì mình dùng quen rồi ấy, như kiểu gắn bó rồi ấy, nên chả muốn vứt đi cái gì ấy. Thực ra đầu cọ nó vẫn tốt. Vẽ cái này thì mọi người chỉ cần sử dụng hai cái chai cọ nét hoa hồng đen trắng này, một set gel vẽ Hoolian cao cấp này, một cái cây cọ nét hoạt hình và một set cọ tán là được. Nếu mà cầu kỳ hơn ấy thì cần thêm một chút cái ấy thôi, một chút cái nhẫn để pha màu, rồi là một ít đồ để mình vẽ thêm thôi, còn đâu không cần gì nữa nha. Sau khi mà cho đi hơ xong ấy thì bây giờ bắt đầu mình sẽ trang trí này. Mình cứ vẽ theo tùy thích nha. Bởi vì là nó có rất là nhiều cách vẽ, nhưng mà cái cách mà mình cảm thấy ok nhất ấy, như mọi người nhìn thấy ấy, thì chắc là mọi người cũng cảm thấy cái cách này dễ đúng không? Và nhiều người sẽ áp dụng theo cách này của mình, không chỉ một mình nha. Mình rất là hay vẽ theo những kiểu như thế này. Chấm 3 lần nha. Và tí nữa để mình sẽ tô đậm lại cái mắt sau. Bởi vì bây giờ tô đậm ấy thì nó rất dễ bị hỏng. Đó, bây giờ định hình xong rồi, tí nữa mình tô chẳng vấn đề gì cả. Bây giờ sẽ lấy cái đầu to của cái set bút chấm bi ra này. Bây giờ sẽ lấy để chấm má của nó. Đó, mình sẽ cho vào giữa các cái khe đấy nha. Tiếp theo là sẽ đảo đầu còn lại. Cái đầu còn lại rất là bé. Mọi người chấm mắt thoải mái luôn, mọi người chấm mắt cực kỳ sướng ấy. Một cái set bút chấm bi này này, nó có rất rất nhiều đầu, nó có 10 đầu lận. Nên là mọi người hãy mua và hãy cất kỹ đi nha, bởi vì cái bút nào nó quan trọng. Đó, bây giờ sẽ xong rồi này. Đây là sau khi mà mình làm ấy thì mình đã hoàn thành con thứ nhất. Viền thêm một chút nha. Đó, bây giờ mình sẽ đi viền. Nhìn cho nó được sắc sảo hơn ấy. Thường thì mình sẽ vẽ màu xong lúc sau sẽ viền lại bằng cái màu khác ấy, nhưng đây mình sẽ viền cùng màu nên là vẽ cái này phải cẩn thận nha. Không nhìn nó lem đúc nhìn rất là kinh. Rồi bây giờ sẽ cho đi hơ và vẽ tiếp hình thứ hai này. Hình thứ hai mình cũng sẽ vẽ y hệt như thế. Ở đây là mình sẽ vẽ nền bằng màu đen này. Thường thì các cái clip vẽ này này mình làm nhanh kinh khủng khiếp luôn ấy, bởi vì mình cảm thấy mấy cái vẽ này nó đơn giản. Không giống như kiểu là đắp nhà, bởi vì đắp mọi người cần phải căn ke các kiểu, còn cái vẽ như này này mọi người vẽ sai thì thôi, mọi người tẩy đi. Uốn nhà, uốn các cái nét ấy để cho nó không bị thô quá. Nhìn cho nó vừa phải với cái bề mặt móng tay ấy. Đây là cái móng giả thì nó hơi to so với cái móng thật. Tức là đây là cái móng giả thì nó sẽ hơi to lên so với một cái móng của người bình thường ấy. Thì lúc vẽ bao giờ thì nó cũng sẽ cho mình vẽ ngón cái hoặc là cái ngón giữa ấy. Thì những cái ngón đấy thì mình căn ke thế nào để cho cái vẽ những cái con này, này nhìn nó lọt ở trên bề mặt móng và nhìn nó không bị hơi quá. Bởi vì vẽ hơi quá thì mình sẽ bị che hết lớp nền ấy, nó thu lu cái hình đen thì nhìn nó hơi bị xấu. Rồi, mọi người mà muốn mua phụ kiện ấy thì mọi người hãy liên hệ với Facebook của nhà mình nha.
Cái link ở bên dưới thì mình đã để hết link ở phần mô tả rồi. Cái phần ở trên góc bên phải của cái màn hình này này là mình sẽ để số điện thoại này, để Zalo này, thì mọi người để cả tên Facebook nữa. Nên mọi người cần ấy thì mọi người cứ liên hệ trực tiếp với mình nha. Nếu như mà mọi người muốn mình làm thêm cái clip về kỹ thuật gì này, hoặc cách vẽ gì này, hoặc là cách nối móng, hoặc là đắp treo gì ấy, thì mọi người cứ comment ở bên dưới nha, để mình đọc hết comment ấy, rồi mình sẽ làm theo yêu cầu của mọi người. Những con này thì vẽ rất là dễ này. Nó sẽ có những cái con vẽ cực kỳ khó luôn ấy. Ngày trước mình không biết ấy, mình cảm giác là mọi người giống như mình, nên là mình hay đăng những clip về vẽ những con vật rất là khó, nên là mọi người không biết cách làm. Cũng kiểu là mới ấy, thì chắc chắn là sẽ không bao giờ vẽ được rồi. Thường thì mới thì sẽ vẽ những con vật đơn giản như thế này. Vẽ như này ấy, thì mọi người nếu mà muốn học vẽ thì hãy chuẩn bị một cái set đế này. Đây này, trong cái tay của mình đang cầm đây này, nó là một cái set đế. Nó sẽ gồm 5 thanh móng đế này. Tức là 5 thanh đế cầm ấy. Một set móng gồm 240 móng. Và tiếp theo đấy là bao nhiêu miếng keo nhỉ? Mình không đếm nữa nhưng chắc là khoảng phải tầm hơn 100 miếng keo cơ. Thì mọi người cứ thế mọi người cầm nhá, rồi sẽ vẽ theo cho đi hơi này. Rồi, bây giờ sẽ chấm lại mắt. Đó. Chấm lại mắt. Vậy là xong. Vẽ cái hình tiếp theo ấy, thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị một cái khung nền màu trắng này, và sẽ chuẩn bị một cái nhẫn để mọi người tán màu. Cái màu mà mình chuẩn bị ở đây ấy, nó là màu của sơn gel. Và cọ ở đây không phải là cái cọ vẽ hoa hồng nữa, mà đây là cái cọ nét cán đá mà mình hay vẽ hoạt hình ạ. Đầu tiên ấy, mình vẽ cái hình này này, nó sẽ khác hai hình còn lại. Hai hình còn lại kia là một form nha, còn đây là một form. Thì mình sẽ đánh một hình dấu cộng, và tiếp theo đó là mình sẽ nối. Mọi người biết cái xoay hình tròn không? Thì tức là mình sẽ nối theo hình cánh quạt ấy. Đó. Nối như thế, rồi tí nữa xem là những cái nét nào mà vừa, những nét nào mà không vừa, những nét nào mà thừa thì mọi người sẽ tẩy sau bằng cái giấy lau gel. Cái bụng này hơi phình lên một chút. Đó. Cái này không giống cái kia nhỉ? Cái này là mình chỉ vẽ này thôi, rồi sẽ cho đi hơ. Tiếp theo là sẽ lấy cái sơn màu đen ấy, cái gel màu đen ấy. Bắt đầu mình sẽ vẽ tai. Tô hai bên tai này, đó. Rồi khóa luôn cái tai đấy lại. Bên này cũng thế nhỉ? Vẽ bao giờ cũng sẽ phải vẽ đối xứng một chút. Rồi, tiếp theo là sẽ vẽ hai cái chân, giống y hệt như hai cái tai ấy, nhưng mà nó đảo ngược chiều lại. Chấm một chút vào trong đấy cho nó nhiều mực. Bên này cũng vậy này. Đó. Rồi, bây giờ kế tiếp ấy, thì mình sẽ lấy một ít, gọi là gì nhỉ? Bây giờ kế tiếp mình sẽ lấy một ít màu trắng nha. Pha với màu đen này. Để nó sẽ ra một cái tông màu sáng hơn màu đen và tối hơn là màu sáng hơn màu trắng và tối hơn màu đen. Nói gì nhỉ? Nó sẽ ra một cái tông màu ghi ghi ấy. Đó. Không biết ở đây có ai có cùng sở thích không, chứ còn mình cực kỳ thích mix màu. Ví dụ như mọi người mà muốn ra một cái tông A thì mọi người sẽ mix những cái tông mà mình đang có ấy. Trước mình đi học không có tiền mua nhiều đồ đâu, toàn phải tự mix những cái tông để lấy ra những cái màu, một là để sơn ấy, hoặc là một để mix ngón thôi. Ví dụ như kiểu mà bây giờ mọi người muốn làm tốp giả bột ấy, thì mọi người hãy lấy một ít trắng gương bạc pha với lại cái tốp thường của mình thôi, là sẽ ra một ngón nhũ giả bạc, một ngón sơn giả bột ấy, kiểu đấy. Rồi bây giờ sẽ vẽ xong cái miệng này, hai cái râu này và hai cái mắt nữa là đã hoàn thành rồi. Mọi người sẽ cho đi hơ và sơn tóp giúp mình nha. Chấm một chút nữa là xong. Đây là ba con vật mà mình vừa sơn tóp xong.
Cảm ơn mọi người đã xem đến cuối video này và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo nha.